Xin nồng nhiệt chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thử thách cuối tuần. Kính thưa quý vị, đây là sân chơi kiến thức dành cho đoàn viên người lao động do Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh sản xuất. Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình LSTV và các nền tảng mạng xã hội. Vâng, kính thưa quý vị, sau số đầu tiên phát sóng thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm khích lệ của đông đảo quý vị khán giả. Đây chính là nguồn động lực cổ vũ để chúng tôi tiếp tục thực hiện những chương trình hay hơn, chất lượng hơn nữa. Và hy vọng rằng số thứ hai của chương trình Game Show ngày hôm nay sẽ đem đến những phút giây thư giãn thoải mái, một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa dành cho quý vị khán giả. Đến dự và cổ vũ cho chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu bà Bế Thị Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn. Đồng hành cùng với các thí sinh trong các phần thi, xin giới thiệu ban cố vấn chương trình. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Xin trân trọng giới thiệu ông Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đông Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu tổ giám sát. Xin trân trọng giới thiệu bà Dương Mai Khoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, bà Hoàng Ngọc Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Thưa quý vị, tổ giám sát có nhiệm vụ theo dõi giám sát phần thi của các đội theo thể lệ của chương trình và xin chúc các đồng chí sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Thử thách cuối tuần. Kính thưa quý vị, Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 là những mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng, là một trong những bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tinh thần của những ngày tháng lịch sử ấy vẫn đang vang vọng cho đến hôm nay và mai sau. Kính thưa quý vị, năm 2024 là tròn 70 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, 27 tháng 9 năm 1954, 27 tháng 9 năm 2024. Vì vậy, trong số thứ hai của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề về Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và lịch sử 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng chào đón ba đội thi sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được chào đón đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Ở vị trí đội thi số 2, xin được chào đón Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Và chúng ta cùng chào đón đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cổ vũ cho ba đội thi và chúc cho ba đội thi của chúng ta ngày hôm nay bình tĩnh, tự tin và cùng giành chiến thắng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng làm quen với ba đội thi qua phần chào hỏi. Trước tiên xin mời đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Các bạn hãy giới thiệu về mình. Lạng Sơn đẹp nhất hoa đào. Đầu tiên xin gửi lời chào thân thương. Xin chào bạn bè tứ phương, chung vui cổ vũ tham gia chương trình. Đội thi kiểm sát chúng mình công tâm bản lĩnh, chuyên cần sớm khuya, dẫu cho gian khó hiểm nguy, tinh thần luôn vững ngập tràn niềm tin, trách nhiệm luôn phải giữ gìn, xây ngành kiểm sát niềm tin sáng ngời. Vâng, trong không khí cả nước đang phấn khởi chào đón ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn rất vui mừng được có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay.
Tham gia chương trình, đội thi chúng tôi gồm có 5 thành viên, trong đó có 1 đội trưởng và 4 đội phó. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Huy Hoàng, đội trưởng. Các đội phó của chúng tôi gồm có đồng chí Hà Diệp Lệ, đồng chí Lê Huy Anh, đồng chí Nông Thùy Trang và đồng chí Nguyễn Thảo Nguyên. Đội thi của chúng tôi tham gia chương trình ngày hôm nay với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, tự tin và chiến thắng. Rất mong nhận được sự cổ vũ của toàn thể quý vị khán giả dành cho các đội thi của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, và xin được cảm ơn màn chào hỏi ấn tượng của đội Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với màn chào hỏi của đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Có một nghề âm thầm và lặng lẽ, luôn bên cạnh sẻ chia với mọi nhà. Từ em bé mới lọt lòng sinh ra, như tình thân khi ốm đau phiền muộn, tiền lương hưu cùng vui với tuổi già, lo cả lúc tiễn biệt người đi xa, chẳng ngần ngại hỗ trợ người tham gia, hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước ta, vang lời ca nghề an sinh xã hội. Tôi yêu thương, tự hào và gắn bó ngành tôi đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Vâng, chúng tôi là đội chơi đến từ Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Xin được gửi đến quý vị đại biểu, ban cố vấn, quý vị khán giả cùng các đội chơi lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi rất vinh dự được đại diện cho hơn 80 đoàn viên Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn đến tham gia chương trình game show Thử thách cuối tuần. Đây là một sân chơi vô cùng thú vị và bổ ích, giúp chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu những kiến thức về văn hóa, lịch sử và đặc biệt là có những giây phút giải trí sau một tuần làm việc căng thẳng. Đến với chương trình ngày hôm nay, đội chơi của chúng tôi gồm có 5 thành viên. Xin được giới thiệu thành viên thứ nhất, anh Hoàng Cầm. Thành viên thứ hai, chị Bích Hồng. Thành viên thứ ba, chị Nguyễn Lan. Thành viên thứ tư, bạn Duy Hòa. Và cuối cùng là tôi, Kim Chi, đội trưởng. Chúng tôi đến đây với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học tập và cùng quyết tâm chinh phục thử thách cuối tuần. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả dành cho cả 3 đội của chúng tôi của ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn phần giới thiệu hết sức dễ thương đến từ đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng làm quen với đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Nghe vẻ tòa án phục công thủ pháp, xét xử nghiêm minh, giới thiệu đội mình tham gia thử thách. Việt Hùng đội trưởng, phó phòng tham mưu, sở thích chiêu chiêu, đam mê chém gió. Nguyễn Phượng đội phó, yêu thích thể thao, tham gia phong trào, thư ký hình sự. Kiểm tra nghiệp vụ, thư ký Ngọc Dinh, làm việc hết mình, thông minh tươi tắn. Ngọc Dung xinh xắn, thư ký tòa dân, vui tính dễ gần, vì dân phục vụ. Cuối cùng là bạn Cao Cường đẹp trai, tốt tính đa tài, đồng nghiệp yêu quý. Trong bầu không khí hội thi hôm nay, kết quả thế nào cũng luôn gắng sức. Chúng tôi là đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đến tham gia chương trình game show thử thách cuối tuần ngày hôm nay với phương châm làm hết hơi, chơi hết nấc, quan trọng là phải chất, nhưng giải nhất vẫn hơn. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và trách nhiệm, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những phần trình diễn xuất sắc nhất, thể hiện rõ nét tinh thần và thông điệp của đội thi Tòa án Nhân dân. Xin gửi chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo, thành viên ban giám khảo, hai đội thi và toàn thể quý vị khán giả. Chúc cho hội thi của chúng ta ngày hôm nay thành công rực rỡ. Vâng, một màn giới thiệu có thể nói là hết sức tuyệt vời. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi bước vào các phần thi của game show thử thách cuối tuần, tôi xin được thông qua tóm tắt thể lệ. Các đội sẽ phải trải qua lần lượt 4 phần thi, gồm chinh phục thử thách, cơ hội cho ai, thông điệp và mảnh ghép cuối cùng để tìm ra đội có điểm số cao nhất. Vâng, xin hỏi là các đội đã sẵn sàng để đến với phần thi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay chưa? Viện Kiểm sát, sẵn sàng! Bảo hiểm Xã hội, sẵn sàng! Tòa án Nhân dân tỉnh, sẵn sàng! Vâng, thưa quý vị, các đội đều đã sẵn sàng. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên. Phần thi chinh phục thử thách. Trong phần chinh phục thử thách, các đội trả lời theo bộ câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, gồm 6 câu hỏi. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các đội bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành quyền trả lời trước. Sau khi bấm chuông quá 5 giây mà không trả lời hoặc trả lời sai,
sẽ bị mất quyền trả lời và bị trừ 2 điểm. Các đội còn lại có quyền bấm chuông trả lời một lần duy nhất sau khi đội bạn trả lời sai. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 30 giây. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi và có hiệu lệnh 30 giây bắt đầu thì các đội chơi mới có quyền bấm chuông trả lời. Đội chơi nào bấm chuông nhanh nhất thì giành được quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình sẽ bị phạm quy và mất lượt trả lời. Tôi xin hỏi lại một lần nữa là các đội đã nắm rõ thể lệ của phần thi này chưa? Vâng, vậy thì xin mời các đội hãy thử chuông của đội mình. Xin mời đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn thử chuông. Chuông đã sáng và xin mời đội công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thử chuông. Vâng, như vậy là cả ba đội chúng ta đều đã thử chuông. Chuông đều hoạt động tốt. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi vừa hiện ra mà đội công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bấm chuông, như vậy là các bạn đã phạm quy và mất lượt trả lời trong câu hỏi này. Câu 1 có nội dung như sau: Tổng khởi nghĩa tháng 8 diễn ra và giành thắng lợi trong thời gian bao lâu? 30 giây, bắt đầu. Vâng, xin mời câu trả lời đến từ đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Vâng, đội thi công đoàn Viện Kiểm sát xin trả lời là Tổng khởi nghĩa tháng 8 diễn ra và giành thắng lợi trong thời gian là 15 ngày ạ. Vâng, chúng tôi xin được hỏi ban cố vấn là với đáp án vừa rồi của đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đưa ra thì có được ghi điểm không? Ban cố vấn trả lời là đối với câu hỏi này thì cũng đủ điều kiện để ghi điểm. Xin được cảm ơn ban cố vấn ạ. Vâng, như vậy xin được chúc mừng đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giành được 5 điểm đầu tiên trong câu hỏi vừa rồi. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nội dung trên thuộc văn bản nào? 30 giây, bắt đầu. Vâng, xin mời phần trả lời đến từ đội công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh. Đội công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh xin đưa ra câu trả lời là nội dung trên thuộc văn bản là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một câu trả lời chưa chính xác. Cơ hội dành cho hai đội còn lại, bắt đầu. Vâng, như vậy là đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phạm quy rồi ạ. Các bạn bấm chuông hơi nhanh. Xin mời đội công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, các bạn có câu trả lời cho câu hỏi này không? Vâng, đây là nội dung của thư kêu gọi tổng khởi nghĩa do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 18 tháng 8 năm 1945 ạ. Một câu trả lời rất chính xác. Xin chúc mừng đội Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Vâng, các bạn đã ghi được 5 điểm. Và rất tiếc là những đội mà đưa ra đáp án sai trong câu hỏi vừa rồi thì sẽ bị trừ 2 điểm ạ. Kính thưa quý vị, trên cơ sở phân tích đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, lực lượng cách mạng đã không ngừng lớn mạnh, cao trào kháng Nhật cứu nước đã phát triển mạnh mẽ, nhất là sau cuộc đảo chính Nhật-Pháp dẫn đến sự thất bại của quân đội Nhật. Thực hiện lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi quân và dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa để giành chính quyền. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Chúng ta không thể chậm trễ, tiến lên, dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Đoạn trích trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong văn kiện nào? 30 giây, bắt đầu. Dạ vâng, xin mời câu trả lời đến từ đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Vâng, đội công đoàn Viện Kiểm sát xin trả lời là nội dung này trích trong tài liệu là bản tuyên ngôn độc lập ạ. Bản tuyên ngôn độc lập. Đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Vâng, chúc mừng các bạn đã ghi thêm được 5 điểm nữa. Thưa quý vị, ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập không chỉ khai sinh nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Vâng, kính thưa quý vị, sau 3 câu hỏi đầu tiên của phần thi chinh phục thử thách thì các đội đều đã ghi được điểm số cho riêng mình rồi đúng không ạ? Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4, Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc được thành lập và ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy vào tháng 8 năm 1945 trong hoàn cảnh nào? 30 giây bắt đầu. Vâng, xin mời câu trả lời đến từ đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trong hoàn cảnh là khi vừa nghe tin Nhật đầu hàng đồng minh ạ. Khi vừa nghe tin Nhật đầu hàng đồng minh, đây là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng đội Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Vâng, chúc mừng các bạn đã ghi thêm được 5 điểm cho mình. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 8 năm 1945, nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc gồm 5 đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách ủy ban. Và ngay sau đây xin mời các đội chơi chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5, kể tên 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. 30 giây bắt đầu. Xin mời câu trả lời đến từ đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xin đưa ra đáp án cho câu hỏi này là 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 bao gồm Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam ạ. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội bạn đã ghi thêm được 5 điểm nữa. Vâng, và chúng ta còn một câu hỏi nữa thôi là sẽ kết thúc phần thi chinh phục thử thách. Xin mời câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau: sự kiện nào đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cách mạng tháng 8 trên quê hương Lạng Sơn? 30 giây bắt đầu. Xin mời đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh. Vâng, đội Bảo hiểm xã hội tỉnh xin trả lời đấy là sự kiện đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Nhân dân lâm thời tỉnh Lạng Sơn tuyên bố thành lập ạ. Vâng, Ủy ban Nhân dân lâm thời tỉnh Lạng Sơn tuyên bố thành lập. Đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng đội Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã giành được 5 điểm. Và thưa quý vị, tháng 10 năm 1945, một cuộc meeting lớn với hàng nghìn quần chúng cách mạng trong toàn tỉnh được tổ chức tại Khâm Nạm, Chợ Bãi, Bằng Mạc. Ủy ban Nhân dân lâm thời tỉnh Lạng Sơn tuyên bố thành lập do đồng chí Lô Quang Nam làm chủ tịch. Đây là mốc son đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cách mạng tháng 8 trên quê hương Lạng Sơn, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, như vậy là câu hỏi cuối cùng của phần thi chinh phục thử thách đã đem về điểm số cho đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Xin chúc mừng các bạn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng nhìn lại số điểm của cặp 3 đội sau phần thi đầu tiên. Vâng, rất là hồi hộp ạ. Vâng, như vậy là hai đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh đang cùng dẫn đầu với điểm số 15. Và ngay sau đó là đội Tòa Nhân dân cũng kém may mắn một chút, và bây giờ chúng ta đang âm 2 điểm. Và xin chúc cho đội Tòa Nhân dân sẽ sớm vươn lên ở phần thi thứ 2. Vâng, kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo. Mà trong phần thi này thì các đội sẽ có cơ hội giành những điểm số rất là cao. Và theo tôi thì đây là phần thi để các đội bứt phá. Dạ vâng, đúng vậy. Và ngay sau đây chúng ta chờ xem cơ hội này sẽ dành cho đội thi nào qua phần thi Cơ hội cho ai. Trong phần thi Cơ hội cho ai, ban tổ chức sẽ đưa ra các bộ câu hỏi gồm kiến thức theo các lĩnh vực khác nhau. Các đội lựa chọn bộ câu hỏi dành cho lượt thi của đội mình và mỗi đội có 2 lượt thi. Bảng câu hỏi sẽ hiển thị lĩnh vực liên quan đến câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 gợi ý liên quan đến lĩnh vực mà đội thi lựa chọn. Ở mỗi gợi ý, các đội có 10 giây để suy nghĩ và bấm chuông trả lời.
sau 10 giây chưa có câu trả lời sẽ chuyển sang dữ kiện tiếp theo. Trả lời đúng ở gợi ý đầu tiên được 15 điểm, đúng ở gợi ý thứ hai được 10 điểm, đúng ở gợi ý thứ ba được 5 điểm. Trả lời sai ở bất kỳ gợi ý nào sẽ không được điểm. Cơ hội trả lời dành cho các đội còn lại bấm chuông nhanh nhất. Nếu đội bấm chuông trả lời đúng sẽ được 5 điểm. Số điểm này sẽ được chuyển từ đội đã trả lời sai trước đó, có nghĩa đội trả lời sai bị trừ 5 điểm. Nếu đội bấm chuông trả lời sai thì cả hai đội đều không có điểm, đội trả lời trước không bị trừ điểm. Các đội thân mến, đây là phần thi có kiến thức rộng, vì vậy đòi hỏi các đội cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Chúc cho các đội thi sẽ thi thật tốt và giành được điểm số thật cao trong phần thi này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đầu tiên của đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Xin mời các bạn hãy lựa chọn câu hỏi cho mình. Vâng, đội thi Công đoàn Viện Kiểm sát tỉnh xin lựa chọn bộ câu hỏi số 6 ạ. Bộ câu hỏi số 6 là một câu hỏi về chủ đề sự kiện. Đây là sự kiện gì? Gợi ý thứ nhất, nhằm thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin mời gợi ý thứ hai. Đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Chỉ huy Lâm thời. Vâng, xin mời đội Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trả lời ạ. Đội Viện Kiểm sát xin trả lời đó là sự kiện thành lập khu giải phóng Việt Bắc. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc. Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Các bạn đã giành được 10 điểm trong câu hỏi vừa rồi. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 6 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh triệu tập hội nghị cán bộ và tuyên bố chính thức thành lập khu giải phóng Việt Bắc gồm hai căn cứ lớn nằm trên địa bàn 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số vùng thuộc ngoại tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái. Dạ vâng, vừa rồi là màn thể hiện rất xuất sắc của đội Viện Kiểm sát Nhân dân. Và bây giờ chúng ta đến với lượt thi của đội Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Xin hỏi đội thi chọn câu hỏi số mấy ạ? Chúng tôi lựa chọn bộ câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có chủ đề về nhân vật. Đây là ai? Gợi ý thứ nhất, được cử thay mặt chính phủ Lâm thời làm trưởng đoàn vào Huế, tước ấn kiếm của Hoàng đế Bảo Đại. Làm Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Xin mời đội bạn trả lời. Đáp án của đội tôi là Cù Huy Cận. Đáp án Cù Huy Cận chưa chính xác. Vâng, xin mời đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh. Các bạn đã bấm chuông. Xin mời các bạn trả lời. Đáp án của đội thi Công đoàn Cơ sở Tòa án tỉnh, đây là nhân vật Trần Huy Liệu. Trần Huy Liệu hay là đồng chí Trần Huy Liệu chính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giành được điểm số đầu tiên cho mình. Vâng, chúc mừng các bạn đã giành được 5 điểm. Và điểm số này được lấy từ đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Và ngay sau đây sẽ là lượt chơi của đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Xin mời các bạn lựa chọn câu hỏi. Tòa án xin lựa chọn bộ câu hỏi số 2 ạ. Bộ câu hỏi số 2 có chủ đề về sự kiện. Đây là sự kiện gì? Gợi ý đầu tiên, họp tại Tân Trào, Tuyên Quang. Gợi ý thứ hai, diễn ra ngay khi nghe tin Nhật đầu hàng đồng minh. Xin mời đội thi trả lời. Đáp án của chúng tôi đây là hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945.
hội nghị toàn quốc. Dạ vâng, xin mời đội công đoàn cơ sở bảo hiểm xã hội tỉnh chúng ta chờ đợi trong ít phút vì chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ ban cố vấn của chương trình ạ. Với đáp án của đội công đoàn cơ sở tòa án nhân dân tỉnh đưa ra là hội nghị toàn quốc từ ngày 14 đến 15 tháng 8 năm 1945 thì có được ghi điểm không ạ? Đối với câu hỏi này thì đối với cái đội công đoàn cơ sở tòa án nhân dân tỉnh là trả lời thiếu nội dung là hội nghị vâng là chưa đạt điểm, vâng, chưa đầy đủ. Dạ vâng, xin được cảm ơn ban cố vấn. Vâng, rất tiếc là câu trả lời vừa rồi chưa ghi được điểm. Vì vậy mà đội công đoàn cơ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, các bạn có quyền trả lời. Dạ, câu trả lời của chúng tôi là hội nghị toàn quốc của Đảng diễn ra vào ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 1945 ạ. Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng đội công đoàn cơ sở bảo hiểm xã hội tỉnh. Các bạn đã ghi được 5 điểm và điểm số này được lấy từ đội công đoàn cơ sở tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Và một màn rượt đuổi hết sức là cam go ạ. Chúng ta cùng đến với lượt thi tiếp theo. Lượt thi tiếp theo của đội Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Xin hỏi đội thi lựa chọn câu hỏi số mấy ạ? Vâng, đội thi công đoàn Viện Kiểm sát xin lựa chọn bộ câu hỏi số 1 ạ. Bộ câu hỏi số 1 có chủ đề về nhân vật. Đây là ai? Gợi ý đầu tiên, tháng 3 năm 1945, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành một thủ lĩnh của tổ chức thanh niên Tiền Phong, tham gia cướp chính quyền tháng 8 năm 1945. Câu trả lời của công đoàn Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn là Phạm Ngọc Thạch ạ. Đáp án chính xác, xin chúc mừng đội Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Vâng, các bạn đã rất xuất sắc ghi được 15 điểm trong câu hỏi vừa rồi. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với lượt thi tiếp theo của đội công đoàn cơ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Các bạn hãy lựa chọn gói câu hỏi cho mình. Chúng tôi lựa chọn gói câu hỏi số 5 ạ. Gói câu hỏi số 5 có chủ đề về nhân vật. Đây là ai? Gợi ý thứ nhất là một trong ba thành viên của phái đoàn chính phủ lâm thời vào kinh đô Huế để dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại. Gợi ý thứ hai là bộ trưởng canh nông đầu tiên của chính phủ cách mạng lâm thời. Xin mời đội thi trả lời. Đội thi xin trả lời là Cù Huy Cận ạ. Cù Huy Cận. Xin lỗi ạ. Trần Đình Liệu, Trần Huy Liệu ạ. Vâng. Các bạn trả lời, câu trả lời cuối cùng của đội bạn là gì? Câu trả lời cuối cùng của đội chúng tôi là Trần Huy Liệu ạ. Vâng, đây là một đáp án không chính xác. Và xin mời cơ hội dành cho Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Lời của đội Tòa án tỉnh Lạng Sơn, đây là nhân vật Cù Huy Cận. Cù Huy Cận là nhà thơ Cù Huy Cận. Vâng, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giành được 5 điểm. Và điểm số này được lấy từ đội Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Nhà thơ Cù Huy Cận, ông sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919, mất ngày 19 tháng 2 năm 2005. Bút danh và hoạt động nghệ thuật là Huy Cận, là một chính khách từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân Chủ Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những thi sĩ xuất sắc nhất của phong trào thơ mới. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi cuối cùng của phần thi này. Và chúc cho đội Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ bứt phá nhiều hơn nữa. Và chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 4 có chủ đề về sự kiện. Đây là sự kiện gì? Gợi ý thứ nhất, do Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập.
Gợi ý số 2. Có nhiệm vụ lãnh đạo khởi nghĩa trong cả nước. Gợi ý thứ 3. Ngay sau khi thành lập đã ra quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Rất tiếc là đội công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh chưa đưa ra được câu trả lời. Xin mời đội công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đây là sự kiện thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ạ. Đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Vâng, xin được chúc mừng các bạn. Đội công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã giành được 5 điểm và số điểm được chuyển từ đội công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Kính thưa quý vị, ngày 13 tháng 8 năm 1945, nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc gồm 5 đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách ủy ban. Vâng, kính thưa quý vị, 6 câu hỏi của phần thi cơ hội cho ai đã kết thúc. Sau phần thi vừa rồi, chúng ta đã được chứng kiến phần rượt đuổi rất là cam go. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi số điểm của cả 3 đội thi đã có sự thay đổi như thế nào ngay sau đây. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi số điểm của 3 đội chơi. Vâng, hiện tại đang tạm vươn lên dẫn đầu là đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh với 40 điểm. Rất xuất sắc, ở vị trí số 2 là đội Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn với 15 điểm. Vâng, hơi đáng tiếc một chút là đội công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh vẫn đang tạm âm 2 điểm. Chúc cho các bạn sẽ thật tự tin, bình tĩnh và chúng ta cần phải ban lại chiến thuật một chút. Và chúng ta sẽ có những câu trả lời thật chính xác cho phần thi tiếp theo. Vâng, có lẽ là sau 2 phần thi vừa rồi hết sức là kịch tính thì chúng tôi cũng rất muốn nghe những chia sẻ từ 3 đội thi. Không biết là lúc này thì đội công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, các bạn đang tạm thời dẫn đầu với 40 điểm thì các bạn cảm thấy như thế nào? Dạ vâng, chúng tôi cũng cảm thấy là từ đầu cuộc thi đến giờ thì chúng tôi cũng gặp có lẽ là cũng là có những cái sự may mắn thì cũng để giành được một số điểm, và cũng hy vọng rằng những phần tiếp theo thì có lẽ cái sự may mắn sẽ hy vọng sẽ tiếp tục là sẽ đồng hành của chúng tôi để giành được những số điểm tiếp theo ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Thế còn đội thi đến từ công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thì sao? Các bạn thấy thế nào ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm vươn lên ạ. Vâng, xin chúc các bạn sẽ bứt phá trong những phần thi tiếp theo. Còn đối với đội công đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, có lẽ là hôm nay các bạn kém may mắn một chút thôi. Vậy thì không biết là qua 2 phần thi vừa rồi của chương trình thì các bạn đã học hỏi được những điều gì? Chúng tôi đã học hỏi được những kinh nghiệm rất là tốt từ 2 đội thi của chúng tôi ngày hôm nay và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành những cái phần thi tiếp theo tốt hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của các đội thi và chắc hẳn là các đội cũng rất mong là sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ nhiệt tình hơn nữa đến từ đông đảo quý vị khán giả trong trường quay. Quý vị hãy cổ vũ thật nhiệt tình hơn nữa cho 3 đội chơi của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với phần thi thông điệp. Trong phần thi này, ban tổ chức đưa ra 5 câu thông điệp liên quan đến chủ đề chương trình. Các từ trong thông điệp đã bị thay đổi vị trí. Nhiệm vụ của các đội là sắp xếp thứ tự các từ để tìm ra thông điệp đúng. Các đội được quyền bấm chuông trả lời ngay mà không cần hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ được 5 điểm, trả lời sai không được điểm. Các đội còn lại được quyền trả lời. Mỗi đội được bấm chuông trả lời một lần duy nhất. Sau 30 giây không có đội nào đưa ra câu trả lời, câu hỏi sẽ kết thúc và chuyển sang câu hỏi khác. Ở phần thi này thì đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác của các đội thi. Nhưng tôi tin phần thi này sẽ không thể làm khó được các đội thi. Và xin lưu ý các đội có quyền bấm chuông ngay khi thông điệp hiện lên màn hình. Và sau 5 giây từ lúc bấm chuông, nếu không trả lời được thì sẽ là mất lượt. Các đội còn lại được phép bấm chuông ngay nếu thấy đội bạn trả lời sai. Mỗi đội sẽ có được một lượt trả lời duy nhất.
Và xin hỏi là các đội đã nắm rõ thể lệ chưa? Vâng, các đội đã nắm rõ thể lệ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với thông điệp đầu tiên. Xin mời đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh. Phá kho thóc giải quyết nạn đói là câu trả lời của đội Tòa án Nhân dân tỉnh ạ. Đây là đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Tòa án Nhân dân tỉnh. Chúc mừng các bạn đã ghi được 5 điểm. Thưa quý vị, từ cuối năm 1944 đầu năm 1945, nạn đói xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ làm khoảng 2 triệu người bị chết. Để giải quyết nạn đói và tập hợp nhân dân đứng lên đấu tranh đánh đuổi phát xít Nhật và tay sai, tháng 3 năm 1945, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đề ra khẩu hiệu phá kho thóc giải quyết nạn đói. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với thông điệp thứ hai. Xin mời đội Tòa án Nhân dân tỉnh ạ. Đội Tòa án Nhân dân tỉnh xin trả lời là cao trào kháng Nhật cứu nước. Vâng, cao trào kháng Nhật cứu nước là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội Tòa án Nhân dân tỉnh tiếp tục nhận được 5 điểm tiếp theo. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 3 năm 1945, khi Nhật tiến hành đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị mở rộng do đồng chí Trường Chinh chủ trì. Hội nghị kịp thời nhận định tình hình và khẳng định sau đảo chính, phát xít Nhật là kẻ thù chính. Hội nghị Trung ương đã phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa, tổ chức bộ đội du kích, thành lập căn cứ địa mới. Xin mời câu hỏi số 3. Xin mời Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh ạ. Câu trả lời của chúng tôi là giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Vâng, chúc mừng các bạn đã ghi được 5 điểm. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên. Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên. Là nội dung trong thư kêu gọi tổng khởi nghĩa do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 18 tháng 8 năm 1945. Và thưa quý vị và các đội chơi, chúng ta sẽ đến với thông điệp thứ tư. Rất nhanh ạ, xin mời đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh. Đội Tòa án tỉnh xin trả lời là Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Chúc mừng các bạn đã ghi thêm được 5 điểm cho mình. Thưa quý vị, đây là chỉ thị do Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng của Đảng họp ngày 9 tháng 3 năm 1945 đưa ra. Đây là văn kiện quan trọng của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược xuyên suốt giai đoạn tiền khởi nghĩa, có giá trị lịch sử đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam. Ngay sau đây xin mời quý vị và ba đội chơi chúng ta cùng đến với thông điệp thứ 5. Và rất nhanh, xin mời đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh. Dân vận khéo làm theo lời Bác là câu trả lời của đội Tòa án Nhân dân tỉnh. Đáp án chính xác. Xin chúc mừng đội Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Vâng, chúc mừng các bạn đã ghi thêm được 5 điểm cho mình. Thưa quý vị, dân vận khéo làm theo lời Bác là mô hình nhằm triển khai phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nội dung làm theo Bác trong thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua 5 thông điệp trong phần thi thông điệp và với thông điệp cuối cùng được mở ra thì đã mang lại 5 điểm cho đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng nhìn lại số điểm của ba đội sau phần thi vừa rồi thì đã có sự thay đổi như thế nào. Ở vị trí đầu tiên xin chúc mừng đội Viện Kiểm sát Nhân dân với 40 điểm. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh với 20 điểm. Và xin chúc mừng đội Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn với 18 điểm. Vâng, có thể thấy là sau phần thi vừa rồi thì đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã rượt đuổi rất sát nút rồi. Các bạn hãy cố lên và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cổ vũ tinh thần cho ba đội chơi của chúng tôi. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta chỉ còn một phần thi nữa để tìm ra đội giành giải nhất của chương trình thử thách cuối tuần ngày hôm nay. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng đến với các vị khán giả đang có mặt trong trường quay là những người đã cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội thi ngày hôm nay.
và tôi nghĩ rằng họ rất xứng đáng để nhận quà của ban tổ chức chương trình. Và tôi xin được hỏi là quý vị khán giả, các bạn đã sẵn sàng để nhận được quà của ban tổ chức chưa? Câu hỏi đầu tiên, tên gọi khi thành lập của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh theo nghị quyết số 101 của Liên khu Việt Bắc là gì? Tôi đang thấy vâng, cánh tay đầu có tiên. Cánh tay rất nhanh ạ. Xin mời cánh tay đầu tiên giơ lên. Xin trả lời câu hỏi của chương trình là Đảng bộ cơ quan dân chính đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn ạ. Đảng bộ cơ quan dân chính đảng xung quanh tỉnh Lạng Sơn. Đây là một đáp án rất chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin bạn hãy giới thiệu về mình ạ. Mình xin giới thiệu, mình tên là An, hiện tại đang công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì mình đang xin được cổ vũ cho công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ạ. Và tất cả các đội chơi đang tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn bạn. Mong rằng bạn sẽ cổ vũ thật nhiệt tình không chỉ cho đội mình và mà còn cả hai đội chơi còn lại nữa. Và một phần quà từ chương trình sẽ dành cho bạn. Quý vị dành một tràng pháo tay cho vị khán giả vừa rồi ạ. Câu hỏi số 2. Giữa tháng 5 năm 1945, sau khi tỉnh ủy Lâm Thời được thành lập ở Lạng Sơn, tổ chức nào cũng được thành lập do đồng chí Lương Như Ý làm chủ nhiệm ạ? Xin mời chị gái ngồi ở giữa đấy ạ. Xin mời chị ạ. Dạ, với câu hỏi này em xin có đáp án là Tỉnh Bộ Việt Minh Lạng Sơn ạ. Tỉnh Bộ Việt Minh Lạng Sơn dạ. Là đáp án chính xác. Xin chúc mừng chị và xin mời chị nhận một phần quà của chương trình. Vâng, xin chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình ạ. Dạ, em là Vi Thị Thu Điệp, đến từ Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay em đến đây cổ vũ cho cả ba đội chơi và đặc biệt là rất mong đội của Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ giành chiến thắng ạ. Em xin cảm ơn. Vâng. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Câu hỏi số 3. Kể tên các tổ chức chính trị xã hội hiện nay trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Hoàng Yến xin phép được mời một chị gái rất xinh xắn ngồi ở góc bên tay trái ạ. Xin mời chị ạ. Dạ vâng, câu trả lời của em là Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Hội cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh. Một đáp án chính xác. Vâng, xin chúc mừng chị và xin mời chị nhận phần quà của chương trình ạ. Vâng, xin chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình. Dạ, em là Hoàng Kim Thêu, đến từ Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh và hôm nay đến đây thì được cổ vũ cho cả ba đội chơi và chúc cho Công đoàn Cơ sở của Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ cố gắng và giành chiến thắng. Vâng, kính thưa quý vị, ban tổ chức vẫn còn rất nhiều phần quà, tuy nhiên do thời lượng có hạn và các đội chơi cũng đang rất là nóng lòng chờ đợi phần thi tiếp theo của chương trình. Vì vậy, xin hẹn quý vị khán giả trong những số tiếp theo. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi mảnh ghép cuối cùng. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho ba đội một bức tranh với nhiều mảnh ghép khác nhau đã được xáo trộn. Mỗi đội sẽ có 30 giây quan sát bức tranh. Sau 30 giây quan sát, các đội sẽ có 3 phút để hoàn thành bức tranh từ các mảnh ghép. Trong thời gian 3 phút, đội nào hoàn thành bức tranh đúng với thời gian sớm nhất được 30 điểm, đội hoàn thành thứ hai được 20 điểm, đội hoàn thành sau cùng được 10 điểm. Không hoàn thành không được điểm. Trong trường hợp cả 3 đội đều chưa hoàn thành bức tranh, thì đội có số lượng miếng ghép hoàn thành đúng nhiều nhất được 10 điểm, các đội còn lại không được điểm. Đội nào hoàn thành xong bấm chuông báo hiệu đã hoàn thành, đội nào bấm chuông trước sẽ tính hoàn thành trước. Sau khi bấm chuông sẽ không được sửa lại bức tranh đã hoàn thành. Vâng, các đội lưu ý trong phần thi này thì mỗi đội sẽ cử 3 thành viên thực hiện việc ghép tranh. Hai thành viên còn lại sẽ đứng tại vị trí và bấm chuông khi đội mình đã hoàn thiện bức tranh. Lưu ý, khi đã bấm chuông, đội thi đó sẽ phải dừng việc ghép tranh của mình. Ban tổ chức sẽ công nhận kết quả và thời gian thực hiện bức tranh ở thời điểm đó. Dạ vâng, và xin được hỏi là các đội thi đã sẵn sàng và đã hiểu rõ thể lệ phần thi này chưa? Và sau đây sẽ là 30 giây cho các đội quan sát bức tranh. 30 giây, bắt đầu!
Vâng, và thời gian quan sát bức tranh đã hết. Và ngay sau đây xin được mời các đội sẽ tiến lên khu vực ghép tranh ạ. Và mỗi đội sẽ cử 3 người ạ. Và 3 phút cho 3 đội ghép tranh bắt đầu. Ta có 3 phút để thực hiện phần thi này. Và các đội chơi hãy thật là bình tĩnh ạ. Quý vị khán giả có thể cổ vũ nhiệt tình hơn cho các đội thi được không ạ? Xin mời Toán Nhân dân tỉnh dựng hình. Xin mời những đội hoàn thành bức tranh trở về vị trí ạ. Vâng, rất nhanh ạ. Chưa hết 3 phút nhưng cả 3 đội đều đã bấm chuông và hoàn thành bức tranh của mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quan sát lại bức tranh của chương trình. Vâng, và chúng tôi xin mời các thành viên của tổ giám sát sẽ lên đánh giá mức độ hoàn thành của 3 bức tranh. Vâng, kính thưa quý vị, đây là bức tranh vẽ Bác Hồ chủ trì Đại hội Quốc dân Tân Trào. Quốc dân Đại hội hay còn gọi là Đại hội Quốc dân Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam, được triệu tập ở Tân Trào, Tuyên Quang từ ngày 16 đến 17 tháng 8 năm 1945. Đây là sự kiện rất quan trọng, Đại hội đã thông qua 3 quyết định lớn. Thứ nhất, nhất trí tán thành chủ trương phát động tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương và Tổng bộ Việt Minh. Thứ hai, thông qua 10 chính sách của Việt Minh và hiệu triệu đồng bào tích cực phấn đấu thực hiện. Trong đó, điểm mấu chốt đầu tiên là giành lấy chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập. Thứ ba, thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa chứng kiến phần hoàn thành những bức tranh của cả 3 đội thi. Và sau đây là kết quả của cả 3 đội. Bấm chuông nhanh nhất là đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Các bạn đã đúng 20 trên 20 miếng ghép. Chúc mừng các bạn. Vâng, bấm chuông nhanh ở vị trí thứ 2 là đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Các bạn đúng 19 trên 20 miếng ghép. Rất tiếc ạ. Các bạn đã sai một miếng. Và bấm chuông ở vị trí thứ 3 là đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Các bạn cũng đã hoàn thành 20 trên 20 miếng ghép. Xin chúc mừng cả 3 đội thi. Như vậy là đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh các bạn giành được 30 điểm. Chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh các bạn giành được 20 điểm. Và rất tiếc là khi không hoàn thành bức tranh thì các bạn của đội thi Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh sẽ không giành được điểm trong phần thi này. Vâng, thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đã chứng kiến phần thi cuối cùng của chương trình thử thách cuối tuần hôm nay. Và điểm số cũng như thứ tự xếp hạng của các đội đã có những chuyển biến như sau. Vâng, điểm số 20 đã xuất hiện. Đây là điểm số của đội nào ạ? Vâng, xin được chúc mừng đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Vâng, và ở vị trí số 2 là Tòa án Nhân dân. Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn với 48 điểm. Xin chúc mừng đội thi ạ. Như vậy xin được chúc mừng đội thi Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đứng ở vị trí đầu tiên với 60 điểm. Và xin được chúc mừng cả 3 đội thi. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua các phần thi trong chương trình thử thách cuối tuần ngày hôm nay và đã tìm ra đội chiến thắng. Ngay sau đây để tiến hành trao giải, chúng tôi xin mời cả 3 đội thi chúng ta hãy bước ra sân khấu ạ. Vâng, trước tiên chúng tôi xin được mời đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Các bạn hãy bước lên phía trước một bước ạ. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh,
Trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Thị Tươi, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn sẽ lên trao giải ba cho đội Công đoàn Cơ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và chúc mừng đội Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã đạt giải ba trong cuộc thi ngày hôm nay. Và sau đây xin được mời đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn bước lên phía trước ạ. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh lên trao giải nhì cho đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Vâng, xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và chúc mừng cho đội Công đoàn Cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt giải nhì trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin mời đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Các bạn hãy bước lên phía giữa sân khấu ạ. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho đội đã giành giải nhất của chúng ta. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Bế Thị Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đông Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn sẽ lên trao giải nhất cho đội Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin được chúc mừng Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giành giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình thử thách cuối tuần số thứ 2 đã chứng kiến phần thi rất sôi nổi, kịch tính đến từ 3 đội thi và đội thi đến từ Công đoàn Cơ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xuất sắc giành giải nhất. Một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả 3 đội thi của chúng ta. Và kính thưa quý vị, thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, ban cố vấn, tổ giám sát, các đội thi, các cổ động viên và quý vị khán giả đã theo dõi và cổ vũ chương trình. Xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.